Xin chào các bạn. Vậy là mình đã cùng các bạn đi hết 14 bài của chương trình học bán xe ô tô online. Chúng ta còn 2 bài tiếp theo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài về bảo hiểm. Bảo hiểm thì theo như trong cái niềm vui bán hàng, như các bạn biết rồi, bảo hiểm cũng là một trong những cái niềm vui bán hàng của các bạn. Cũng là cái phần để các bạn có thêm thu nhập. Thì hiện tại thì như các đơn vị bảo hiểm đang cắt lại cho Hyundai Hòa Bình là 20%. Thì thưởng của các bạn tư vấn bảo hiểm bên tư vấn bán hàng bên Hyundai Hòa Bình đang làm 17%. Còn 3% là dành cho các bộ phận gián tiếp và hỗ trợ khách hàng về sau này. Thì theo như truyền thống, các bạn vào search Hyundai Car Channel đúng không ạ? Ấn đăng ký. Các bạn vào search vào YouTube nhé, search Hyundai Car Channel nhé. Ấn đăng ký và rung chuông tất cả để đón xem bài học, những bài học cuối cùng của chương trình học bán ô tô online. Trở lại với chương trình về học về bảo hiểm thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi đến cái chương trình bảo hiểm này. Ngoài ra, bảo hiểm thì ngoài cái phần mang lại thu nhập cho tư vấn bán hàng, đối với hợp đồng trả góp thì 100% các bạn sẽ được hưởng toàn bộ cái bảo hiểm. Thế tuy nhiên là đối với những cái chiếc xe trả thẳng chẳng hạn thì cái việc mà tư vấn bảo hiểm để có thêm nguồn thu nhập thì cũng là một cái phần rất là đáng kể của các bạn. Đồng thời nó cũng chính là cái phần bảo hiểm, nó cũng là cái mối sợi dây gắn kết các bạn với khách hàng về sau, để những cái quá trình mà khách hàng sử dụng mà cần thiết đến hỗ trợ của chúng ta về phần bảo hiểm, sử dụng bảo hiểm thì đấy cũng là cái để chúng ta thể hiện là chúng ta phục vụ khách hàng tốt và để xây dựng lên cái cây khách hàng truyền thống cho các bạn. Chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ về bảo hiểm, chúng ta sẽ đi qua 7 nội dung. Sau đó nội dung thứ nhất là tại sao khách hàng nên mua bảo hiểm tại Hyundai Hòa Bình hay bảo hiểm chính hãng. Thứ hai là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là gì và tỷ lệ phí của nó là bao nhiêu. Thứ ba là bảo hiểm vật chất 100% giá trị xe và tỷ lệ phí. Thứ tư là các điều khoản bổ sung của bảo hiểm vật chất 100% giá trị xe. Thứ năm là miễn bồi thường là gì, từ chối bồi thường và chế tài trong quá trình sử dụng bảo hiểm. Thứ sáu là quyền lợi của khách hàng khi mua bảo hiểm tại Hyundai Hòa Bình. Và thứ bảy là hướng dẫn thủ tục bồi thường khi xảy ra sự việc bảo hiểm. Chúng ta vào phần thứ nhất là tại sao khách hàng nên mua bảo hiểm tại Hyundai Hòa Bình. Thì thứ nhất là khách hàng sẽ được ưu tiên phục vụ theo cái chương trình hợp tác giữa Hyundai Hòa Bình và các đối tác bảo hiểm. Ở đây của Hòa Bình nó bao gồm là gì ạ? Là bảo hiểm bưu điện PTI, bảo hiểm quân đội MIC, bảo hiểm Vietinbank, bảo hiểm Bảo Việt, bảo hiểm BIC của Ngân hàng Đầu tư, bảo hiểm BSH của Ngân hàng BSH và bảo hiểm ABIC của bên Ngân hàng Nông nghiệp. Thứ hai là được các đối tác của bảo hiểm của Hyundai Hòa Bình phục vụ tốt hơn. Không như những trường hợp mà khách hàng cá nhân mua đơn lẻ, mà ở đây là quý khách cùng với những khách hàng của Hyundai Hòa Bình thì gộp lại trở thành một cái khối khách hàng lớn của bảo hiểm. Chính vì vậy nên là những xe mà xảy ra tổn thất nếu như của bên Hyundai Hòa Bình thì sẽ được bên bảo hiểm ưu tiên xử lý hơn so với những trường hợp mà chúng ta mua đơn lẻ. Lúc bây giờ chúng ta chỉ là một khách lẻ thôi, chứ không còn là khách hàng lớn nữa. Còn khi các bạn đã, khi các quý khách đã mua ở Hyundai Hòa Bình rồi, các anh các chị mua ở Hyundai Hòa Bình thì các anh các chị sẽ cùng với các khách hàng của Hyundai Hòa Bình trở thành khách hàng lớn của bên bảo hiểm, là sẽ được ưu tiên. Được ưu tiên sửa chữa chính hãng và không phải thanh toán tiền sửa chữa trước, đúng không ạ? Chúng ta cứ mang xe đến, sửa xe xong mang xe về thôi. Cái này là thuận lợi cho khách hàng rất là nhiều. Cái thứ tư là sẽ được phục vụ theo chương trình chăm sóc khách hàng 24/7 của Hyundai Hòa Bình. Bất kỳ một thời điểm nào, kể cả nửa đêm, khách hàng gọi vào hotline chăm sóc khách hàng của Hyundai Hòa Bình thì cũng đều được hỗ trợ. Ngoài ra đó, quý khách còn được hưởng thêm các chương trình ưu đãi về dịch vụ sửa chữa xe tại Hyundai Hòa Bình và các chi nhánh của tập đoàn Hyundai Thành An trên toàn quốc. Các loại hình bảo hiểm xe ô tô thì hiện tại có hai loại hình bảo hiểm xe ô tô. Đó là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Đây là điều kiện lưu hành xe trên đường theo cái quy định của nhà nước. Thứ hai là bảo hiểm vật chất 100% giá trị xe. Đây là điều kiện bắt buộc khi mua xe theo hình thức trả góp hoặc là thuê mua tài chính. Cái này là theo quy định của ngân hàng. Về mặt nguyên tắc chung thì khi các bạn thuyết phục khách hàng tư vấn về bảo hiểm thì các bạn biết rồi, chúng ta nên tránh những cái từ tai nạn.
Bởi vì là không ai muốn tai nạn xảy ra cho chiếc xe của mình cả, đúng không ạ? Mà chúng ta nên hướng khách hàng ở đây là gì ạ? Là khách hàng mua bảo hiểm để dự phòng cho tình huống rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng xe. Ví dụ chẳng hạn như là anh chị ơi, anh chị mua một chiếc bảo hiểm, một bảo hiểm vật chất 100% của chiếc Hyundai Accent thì nó chỉ khoảng 7 triệu, hơn 7 triệu một chút thôi. Thế tuy nhiên là nếu những trường hợp mà lỡ có rủi ro, chỉ cần cái xe máy nó va vào mà vỡ cái đèn của xe của anh chị, đúng không ạ? Thì riêng cái đèn xe nó đã là 21 triệu, gần 22 triệu rồi. Đó, thì để khách hàng người ta thấy được là gì ạ? À đây, mình mua chỉ mua để dự phòng thôi. Lỡ tình huống mà xảy ra cái rủi ro đó thì số tiền mình bỏ ra nó không đáng kể gì so với những cái thiệt hại đó, đúng không ạ? Rồi ngân hàng, khi ngân hàng cho vay trả góp thì đương nhiên là ngân hàng thì cũng sẽ chỉ chấp thuận một số các đơn vị bảo hiểm liên kết với họ thôi. Bởi vì khi các bạn vay trả góp hoặc là thuê mua tài chính thì cái chiếc xe nó là tài sản đảm bảo, và để đảm bảo cái giá trị tài sản đảm bảo thì khách hàng thì bắt buộc phải mua bảo hiểm, và bảo hiểm sẽ theo ngân hàng chỉ định đó, và chỉ có một số đơn vị bảo hiểm và các ngân hàng chỉ định thôi đó. Thì các bạn lên hướng ở đây thì đừng có nói, bởi vì khách hàng chưa lấy xe nên là chúng ta đừng có nói gì cái phần về tai nạn, mà thực tế là gì, là chúng ta nên hướng khách hàng theo cái hướng là để dự phòng những tình huống rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng xe của khách hàng. Và chúng ta phải đưa khách hàng vào cái tình huống là sử dụng, đúng không ạ? Rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng. Chúng ta đi đến phần bảo hiểm thứ nhất, đó là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Ở đây chúng ta nói về cái phần biểu phí. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là điều kiện để lưu hành xe trên đường theo quy định của nhà nước. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì chỉ được sử dụng cho với những thiệt hại cho bên thứ ba là người ngồi trên xe, bao gồm là những thiệt hại về người ở bên ngoài xe, như trường hợp xe ô tô của chúng ta đâm vào những người bên ngoài xảy ra tổn thất về về gọi là sức khỏe, về sinh mạng, đúng không ạ? Rồi là trường hợp mà chúng ta gây thiệt hại cho những cái xe ở bên ngoài, và thứ ba đó là gì, là những trường hợp tổn thất nếu như người ngồi trên xe của chúng ta gặp tổn thất. Thì đấy là ba cái trường, đây là ba cái hạng mục chính mà bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là sẽ bồi thường. Các loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe thì chúng ta sẽ bao gồm là bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe 5 chỗ ngồi không kinh doanh, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe 7 chỗ không kinh doanh, và đương nhiên rồi, có kinh doanh và không kinh doanh, đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ có cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe bán tải và xe tải, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe kinh doanh. Ở đây thì đây là những cái hạng mục chính mà chủ yếu về xe ở bên Hyundai hiện tại đang bán. Thì chúng ta cùng đi đến những cái loại bảo hiểm này và mức phí của nó như thế nào. Phí bảo hiểm đối với xe 5 chỗ ngồi không kinh doanh thì đó là 480.700 đồng. Thì chúng ta có 5 chỗ ngồi trên xe, đúng không ạ? Thì mỗi một chỗ nếu như trường hợp chúng ta mua thêm 10.000 thì chúng ta sẽ, người ngồi trên xe thì sẽ đền bù 10 triệu. Tăng thêm 10.000 thì tương đương nó sẽ tăng thêm cái đền bù ở bên người ngồi trên xe, 5 người trên xe kể cả lái thì nó sẽ là 20 triệu. Thì thông thường là cái mức độ trung bình chúng ta hay viết đó là 100.000 đối với người ngồi trên xe. Có nghĩa là gì ạ? Là mỗi người 20 triệu, đúng không ạ? 20.000 tương đương với 20 triệu. Đây là bảo hiểm gốc, đúng không ạ? Thì tổng phí chúng ta sẽ lấy 480.700 cộng 100.000 đấy, đúng không ạ? Thì nó sẽ thành 480.700. Đối với xe 7 chỗ không kinh doanh thì 873.400. Thì xe 7 chỗ thì nếu như nhân 20.000 thì chúng ta sẽ cộng thêm 140.000 nữa. Đối với xe bán tải, xe tải và xe bán tải thì mức phí là 938.300 đồng. Đó, và đối với người ngồi trên xe chúng ta cũng nhân chỗ ngồi như vậy. Xe kinh doanh vận tải hành khách thì đối với xe 7 chỗ thì Hyundai chỉ có Santa Fe thôi, mà cũng không ai mua Santa Fe để đi chạy vận chuyển hành khách cả. Thì chính vì vậy nên là ở đây thì chúng ta nghe nói là ví dụ chẳng hạn như những cái xe 4 chỗ, 5 chỗ, đúng không ạ? 5 chỗ ngồi như là Accent i10 chẳng hạn, kinh doanh vận tải chúng ta chở khách chẳng hạn, chạy Grab chẳng hạn, thì cái mức phí bảo hiểm của xe kinh doanh vận tải hành khách là 1.413.720 đồng, đúng không ạ? Chưa kể người ngồi trên xe các bạn nhé. Đây là ba cái loại hình, ba cái ấn chỉ bảo hiểm, đúng không ạ? Đây là ấn chỉ bảo hiểm của xe, ấn chỉ bảo hiểm đây, chúng ta có thể thấy là của cái xe 7 chỗ đây, đây Santa Fe đây. Chúng ta có cái đây là bảo hiểm của xe Tạ Văn Thắng, đây là xe tải, và ở bên dưới này đây là cái xe 5 chỗ nhưng mà lại kinh doanh vận tải hành khách đây.
Các mức bồi thường của bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Mức bồi thường của bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc trên xe ô tô, thứ nhất là thiệt hại về vật chất là chúng ta sẽ được đền bù cho bên, chúng ta sẽ không phải bỏ tiền mà bảo hiểm sẽ đền bù cho bên thứ ba của chúng ta là tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ. Ví dụ chẳng hạn như là có những trường hợp mà húc đổ cột đèn của bên giao thông công chính đúng không ạ? Thì họ bắt chúng ta bồi thường thì bảo hiểm sẽ đền bù khoảng 100 thôi. Thế thì nếu thiệt hại quá 100 thì sao? Thì đương nhiên là chúng ta cũng sẽ phải bổ sung thêm tiền vào đúng không ạ? Thứ hai là thiệt hại về người, nếu như trường hợp mà xảy ra tối đa như xảy ra trường hợp về thiệt hại về nhân mạng chẳng hạn thì bảo hiểm cũng sẽ đền bù 100 triệu về người. Thiệt hại người ngồi trên xe thì như vừa rồi chúng ta thấy rồi đúng không ạ? Đó là cứ mỗi 10.000 chúng ta mua thêm thì chúng ta sẽ được đền bù, đây là 10 triệu đồng đúng không ạ? Thì đền bù cho mỗi 10.000 chúng ta mua thêm cho người ngồi trên xe. Như vừa rồi thì tôi cũng có nói là đối với cái bảo hiểm ở mức độ trung bình thì chúng ta thường là mua mỗi một người ngồi trên xe là 20.000 đúng không ạ? Thì tương đương với cái đền bù là 20 triệu. Bồi thường trách nhiệm dân sự đối với người ngồi trên xe tính bằng đô dành cho các công ty liên doanh. Ở đây thì có những công ty liên doanh của nước ngoài ấy, thì họ rất là quan trọng bởi vì những cái người ngồi trên xe của họ thì lại là những chủ yếu là những chuyên gia người nước ngoài thôi. Thế nên cái bảo hiểm của họ thì theo cái quy định bảo hiểm tại cái nước sở tại của họ thì rất là cao. Có những trường hợp là đền bù lên đến 20.000 đô một người ngồi trên xe cơ. Thì cái phần này thì thực sự ra là sẽ được tính đền bù bằng đô. Và đền bù bằng đô thì bên bảo hiểm cũng sẽ bán và có cái quy định về tính phí. Chứ nó không tính, nó sẽ cao hơn so với cái mức không phải là tương đương 10.000, 10 triệu như của chúng ta đâu. Thì nếu như mà các anh các chị mà có muốn mua theo những cái bảo hiểm như thế này thì vui lòng liên hệ hotline của Hyundai Hòa Bình 0906 265826. Để hưởng bồi thường của bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ấy thì cần hồ sơ công an. Và thông thường ấy là đối với nếu như trường hợp mà phải dùng đến cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì thực sự ra đây nó là những cái va chạm hỗn hợp và va chạm rất là nặng. Thì chính vì vậy nên là thực sự ra là bắt buộc phải cần cái hồ sơ công an xác nhận. Và có cái lưu ý là quý khách lên mua cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bắt buộc và bảo hiểm vật chất 100% giá trị xe của cùng một đơn vị bảo hiểm. Để làm sao ạ? Để thứ nhất là thủ tục xảy ra, nếu như xảy ra sự cố thì thủ tục nó đơn giản hơn và dễ dàng thuận lợi hơn cho công tác giám định và bồi thường. Có nghĩa là chúng ta không cần phải gọi 2-3 đơn vị bảo hiểm mà lúc bây giờ chúng ta chỉ cần gọi một đơn vị bảo hiểm thôi thì cán bộ giám định của họ đến thì nó sẽ thủ tục của chúng ta nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chúng ta đi đến loại bảo hiểm thứ hai, đó là bảo hiểm vật chất 100% giá trị xe. Thì về tỷ lệ phí bảo hiểm, ở đây bảo hiểm vật chất 100% giá trị xe là điều kiện bắt buộc khi khách hàng mua xe trả góp nhé. Đó. Thế còn đối với những khách hàng mua xe trả thẳng thì sao? Như vừa rồi tôi cũng có nói trong cái phần mà các bạn thuyết phục khách hàng đúng không ạ? Đó là gì ạ? Đó là mua sự yên tâm, đúng không ạ? Gọi là gì, giảm thiểu thiệt hại nếu những trường hợp mà có cái rủi ro không mong muốn xảy ra. Ở đây thì cái bảo hiểm vật chất 100% giá trị xe, mục tiêu của nó là giữ nguyên 100% giá trị xe khi xảy ra rủi ro. Phí bảo hiểm sẽ được tính bằng giá trị xe nhân với tỷ lệ phí. Khách hàng mua 2 năm thì sẽ được trừ đi 20% phí. Khách hàng mua 3 năm thì sẽ được trừ đi 60% phí. Đó, như vậy là thay vì là 2 năm chúng ta nhân 200% thì chúng ta chỉ nhân 180% thôi. Còn nếu chúng ta mua 3 năm thì sẽ được giảm 60% phí, nên coi như là chúng ta chỉ nhân 240%. Thì cái gần như năm thứ 3 là chúng ta không phải đóng tiền. Các loại bảo hiểm vật chất 100% thì có bao gồm là chúng ta sẽ chia ra làm hai loại, đó là bảo hiểm không kinh doanh vận tải hành khách và bảo hiểm xe có kinh doanh vận tải hành khách. Bảo hiểm vật chất 100% thì chỉ được đền bù nếu như mà lỗi xảy ra thuộc về lái xe của chiếc xe được bảo hiểm. Tỷ lệ phí của bảo hiểm vật chất 100% giá trị xe thì hiện tại Hyundai Hòa Bình thì đang phổ biến ở 3 cái mức cơ bản của các đối tác bảo hiểm. Thứ nhất là đối với bảo hiểm bưu điện PTI thì đối với xe không kinh doanh vận tải hành khách thì tỷ lệ phí là 1,6%. Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách thì tỷ lệ phí là 2,9%. Nếu như khách hàng muốn mua thêm cái điều khoản chống mất cắp bộ phận đúng không ạ? Thì sẽ thêm 0,2% phí. Bảo hiểm quân đội MIC thì không kinh doanh là tỷ lệ phí là 1,4% và có kinh doanh là 2,9%, cũng tương tự như vậy, cộng thêm 0,2 nếu như mua thêm điều khoản mất cấp. Và bảo hiểm Bảo Việt thì tỷ lệ phí đối với xe nhỏ thì hơi cao, nó xe dưới 500 triệu thì tỷ lệ là 2,19%. Đó,
và tỷ lệ của xe kinh doanh là 3,5%. Mức phí bảo hiểm trên thì đã bao gồm 3 điều khoản bổ sung. Đó là gì ạ? Đó là điều khoản không khấu hao thay mới. Cái không khấu hao thay mới này thì sẽ phải theo luật bảo hiểm các bác nhé. Một lát đây chúng ta sẽ tìm hiểu xem các điều khoản bổ sung của bảo hiểm nó bao gồm cái gì. Thứ hai là khách hàng sẽ được lựa chọn cơ sở sửa chữa theo ý mình, đúng không ạ? Thông thường là khách hàng sẽ lựa chọn, đương nhiên là lựa chọn chính hãng rồi. Cái đơn vị bảo hiểm thì cũng không muốn bán cái điều này, bởi vì là đã lựa chọn chính hãng thì bao giờ giá nó cũng sẽ cao hơn so với bên ngoài một chút. Tuy nhiên đi kèm với nó là chất lượng nó sẽ cao hơn và đảm bảo hơn cho khách hàng. Và thứ ba đó là trường hợp được tiền bù khi ngập nước, hay còn gọi là thủy kích. Các điều khoản bổ sung của bảo hiểm thì điều khoản thứ nhất đó là gì ạ? Đó là không khấu hao thay mới. Khách hàng sẽ không bị tính khấu hao giá trị xe. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta đã sử dụng được 11 tháng rồi, đúng không ạ? Đáng ra là khách hàng thì sẽ phải trả cái phần tiền, nếu như trường hợp mà thay mới thì sẽ trả cái phần tiền tương đương với cái giá trị khấu hao trong 11 tháng. Thế tuy nhiên là có điều khoản không khấu hao này thì khách hàng sẽ vẫn sẽ được đền bù 100% giá trị của thiệt hại. Được đền bù 100% với những thiệt hại không thể khắc phục được. Đền bù 100% không khắc phục được các bác nhé. Không khắc phục được ở đây là gì? Đó là vỡ đèn, vỡ gương, vỡ kính hoặc là các chi tiết mạ chrome thì cái chi phí khi mà xảy ra thiệt hại thì cái chi phí để khắc phục lại nó còn đắt hơn cả chi phí mua mới. Thì trường hợp này thì họ sẽ đền bù cho các bác 100% và các bác không phải bỏ tiền. Đó. Thì còn đền bù 100% thiệt hại với những rủi ro vượt quá 75% giá trị trừ những cái mục B đây, đúng không ạ? Thì mục B này thì đương nhiên là được thay hoàn toàn rồi. Thế còn mục C này thì sẽ phải thiệt hại vượt quá 75%. Để tránh cái tình huống như là có nhiều khách hàng ấy thì không hiểu rõ lắm về cái phần luật bảo hiểm thì chỉ cần hơi xước cái cản thôi hoặc là hơi rách một chút xíu thôi mà có thể khắc phục được, mà vẫn cứ yêu cầu bên đơn vị bảo hiểm người ta thay thế, người ta thay mới cho, thì cái này là không đúng về luật bảo hiểm rồi. Cái này là chúng ta phải nắm rất rõ để chúng ta tư vấn cho khách hàng. Điều khoản thứ hai, điều khoản bổ sung thứ hai, đúng không ạ? Sửa chữa không khấu hao thay mới rồi. Lựa chọn cơ sở sửa chữa thì đương nhiên là chúng ta sẽ lựa chọn cơ sở sửa chữa chính hãng với phụ tùng chính hãng rồi, đúng không ạ? Khách hàng được toàn quyền lựa chọn cơ sở sửa chữa mà mình tin tưởng và gần nhất. Thứ hai là khách hàng sẽ mua bảo hiểm của Hyundai Hòa Bình thì được sửa chữa chính hãng tại Hyundai Hòa Bình và tất cả các chi nhánh thuộc tập đoàn Hyundai Thành An trên toàn quốc, như là Hyundai Long Biên, Hyundai Hưng Yên, Hyundai Lê Văn Lương, Hyundai Lạng Sơn, Hyundai Thanh Hóa, Hyundai Cao Bằng, Hyundai Lào Cai, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ được lựa chọn những cái cơ sở này mà trong khi đó là không phải thanh toán tiền trước các bác nhé. Điều khoản thứ ba đó là gì? Đó là cái 100% khách hàng thì đương nhiên rồi, 100% khách hàng thì bao giờ cũng phải mong muốn vào chính hãng rồi. Thông thường là hàng chính hãng thì nó có đắt hơn, mặc dù là phụ tùng của Hyundai rất rẻ nhưng mà hàng chính hãng thì bao giờ nó cũng có cái giá trị nó cao hơn so với hàng trôi nổi ở bên ngoài. Bảo hiểm các điều khoản bổ sung thì chúng ta có điều khoản thứ ba đó là thủy kích. Vừa rồi chúng ta có nói là thủy kích hay là ngập nước, đúng không ạ? Khách hàng được toàn bộ thiệt hại đền bù toàn bộ thiệt hại xảy ra trong trường hợp xe bị ngập nước. Trong trường hợp xảy ra sự cố ngập nước thì lái xe tắt máy và gọi điện đơn vị bảo hiểm để được hướng dẫn cách xử lý. Hotline bảo hiểm thì sẽ được in ở sau cái ấn chỉ. Tuy nhiên là chúng tôi luôn khuyến cáo khách hàng của Hyundai Hòa Bình là nếu như xảy ra sự cố thì sẽ gọi ngay đến hotline của Hyundai Hòa Bình là 0906 265826 để được hướng dẫn cái cách xử lý cho phù hợp. Thì trường hợp ngập nước này thì cũng đối với Hà Nội và Sài Gòn thì Hà Nội thì cũng nếu như có trời mưa thì cũng có nhiều vùng là sẽ bị ngập nước. Thì khi mà thiệt hại ngập nước xảy ra thì nó tương đối là lớn bởi vì nó ảnh hưởng đến máy và hệ thống điện, đúng không ạ? Thì thực tế ra là các đơn vị bảo hiểm cũng không muốn bán cái điều khoản thủy kích này đâu, bởi vì là lỡ như chi phí thì ít nhưng lỡ như thiệt hại nó xảy ra đối với ví dụ như chỉ cần cháy hộp đen thôi thì nó cũng đã mất khoảng 30 đến 50 triệu. Trong khi đó nếu như để xử lý một cái máy thì có thể là hàng trăm triệu hoặc nhiều trăm triệu. Đó, thì chúng ta có một cái điều khoản bổ sung thêm, đó là điều khoản mất cắp bộ phận. Thì nếu như mua thêm điều khoản mất cắp bộ phận thì tỷ lệ phí thì chúng ta cộng thêm 0,2% giá trị xe. Khách hàng sẽ được đền bù các bộ phận mất cắp. Tuy nhiên là ở đây là gì, là mỗi một lần để đền sử dụng cái điều khoản chống mất cắp này thì khách hàng sẽ phải bỏ ra 2 triệu một vụ. Đây, cái này nó gọi là miễn bồi thường. Điều kiện bồi thường thì theo luật bảo hiểm rồi, đúng không ạ? Ở Hà Nội thì cũng đã có rất là nhiều các trường hợp như các bác nhìn thấy đây, đây là nó ăn cắp luôn cả 4 cái bánh xe, đúng không ạ?
Đối với bảo hiểm vật chất 100% giá trị xe thì chúng ta có các cái điều khoản về miễn bồi thường, hay là còn gọi là miễn thường, từ chối bồi thường và chế tài. Thì theo luật bảo hiểm mới áp dụng từ tháng 12 năm 2018, tất cả các hãng bảo hiểm thì đều áp dụng cái mức miễn thường. Đó là gì ạ? Chúng ta đối với mức miễn thường thì ngày xưa thì chúng ta có cái miễn bồi thường không khấu trừ. Có nghĩa là nếu như giá trị thiệt hại vượt trên cái mức miễn thường thì bảo hiểm sẽ đền bù 100%. Miễn bồi thường có khấu trừ đây thì chính là cái mà chúng ta đang sử dụng. Đó là gì ạ? Đó là mỗi một vụ xảy ra thiệt hại khách hàng vào sửa chữa thì khách hàng sẽ bỏ ra cái số tiền miễn thường đó. Mức miễn thường chung đối với xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải từ tháng 12 năm 2012, đó là mỗi một lần chúng ta mang vào sửa chữa sẽ mất 500.000. Mức miễn thường dành cho xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ nhưng mà lại là kinh doanh dịch vụ, đúng không ạ? Xe taxi hoặc là xe Grab, đúng không ạ? Những xe có kinh doanh, đăng ký có kinh doanh thì mỗi một vụ thì chúng ta sẽ phải bỏ ra 1 triệu. Đó. Mức miễn thường dành cho điều khoản chống mất cắp thì là 2 triệu đồng một vụ, như vừa rồi tôi cũng đã nói với các bạn rồi. Đó là miễn thường. Thì như thế này là chúng ta sẽ mức miễn thường thì được ghi ở trên ấn chỉ bảo hiểm. Ở đây thì chúng ta thấy là cái bảo hiểm có kinh doanh đấy thì mức miễn thường là 1 triệu. Còn trên này bảo hiểm không kinh doanh thì mức miễn thường là 500.000. Đó. Từ chối bồi thường, bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường ở trong 4 trường hợp. Một là thiệt hại do lỗi kỹ thuật của xe thì đương nhiên là bảo hiểm sẽ không đền rồi. Thiệt hại do thiên tai, ngoại trừ điều khoản ngập nước, điều khoản thủy kích, đúng không ạ? Thì bảo hiểm sẽ hòa vào những điều khoản bất khả kháng như là chiến tranh, đúng không ạ? Rồi đấy, thì tất cả những cái đó, chiến tranh rồi gọi là chiến tranh đình công lãng công, đúng không ạ? Rồi là cháy xe thì trường hợp đấy thì nó lại không thuộc về cái phần không thuộc về cái phần bồi thường này. Người lái xe vi phạm quy định của pháp luật như là không có bằng lái xe, say rượu chẳng hạn, thì cái trường hợp này cũng không được đền bù. Thì Hyundai của mình cũng vừa mới dính một trường hợp, đó là khách hàng con khách hàng không có bằng lái nhưng mà lái xe và đâm chết người, thì trường hợp này bảo hiểm cũng sẽ từ chối bồi thường thiệt hại do bên thứ ba gây ra. Ví dụ chẳng hạn như các bạn mua cái bảo hiểm vật chất 100% giá trị xe, không phải là bảo hiểm sẽ đền bù trong tất cả các trường hợp. Ví dụ chẳng hạn như là cái xe máy nó đâm vào các bạn chẳng hạn, thì bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe máy, chúng ta sẽ phải tóm cái xe máy lại, bảo hiểm trách nhiệm xe máy nó sẽ đền cho chúng ta về cái thiệt hại đó, chứ không thể nào yêu cầu cái bảo hiểm vật chất 100% giá trị xe này để bồi thường cho các bạn được. Đấy là cái trường hợp mà bồi thường do thiệt hại cho bên thứ ba gây ra. Đó là những trường hợp mà bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường. Về chế tài, các công ty bảo hiểm thì áp dụng mức chế tài với một số trường hợp khách hàng. Ví dụ chẳng hạn khách hàng không thông báo thiệt hại kịp thời. Thứ hai là không có ảnh hiện trường, thì những trường hợp này thông thường là sẽ áp dụng cái mức chế tài. Và mức chế tài thì thông thường nó đang ở mức độ là tối thiểu là 20% và tối đa nó có thể lên đến 50% đối với những thiệt hại nặng. Thì chính vì vậy nên là đối với các khách hàng mà mua xe tại Hyundai Hòa Bình ấy, thì thông thường là tư vấn bán hàng, nhân viên bán hàng của nhân viên kinh doanh ô tô của Hyundai Hòa Bình thì đều thông báo với khách hàng là nếu như anh chị có vấn đề gì thì anh chị gọi điện cho bọn em trước, đúng không ạ, để bọn em hướng dẫn về cái thủ tục để làm sao đấy để khách hàng vẫn sử dụng được về bảo hiểm và cái quá trình bồi thường, cái quá trình mà gọi là bồi thường của bảo hiểm nó thuận lợi hơn. Quyền lợi của những khách hàng khi mà, đây cũng là một cái phần mà các bạn nên nói thêm, đó là quyền lợi khách hàng khi mua bảo hiểm tại Hyundai Hòa Bình hay là tại đơn vị của chúng ta. Thứ nhất là khách hàng sẽ được cứu hộ miễn phí trong bán kính là 70 km nhé. Có nghĩa là trong trường hợp xảy ra thiệt hại mà xe không thể đi được thì lúc bây giờ thì chúng ta sẽ gọi xe cứu hộ, thì cái chi phí của xe cứu hộ đấy trong vòng bán kính 70 km là chúng ta được miễn phí hoàn toàn. Thứ hai, được phục vụ theo chính sách phục vụ 24/7, đó là hotline. Bất kỳ một thời điểm nào gọi vào hotline 0906 265826 thì đều được hướng dẫn và được hỗ trợ trong cái quá trình sử dụng bảo hiểm và sử dụng xe. Được chăm sóc trên toàn bộ các hệ thống đại lý Hyundai thuộc tập đoàn Hyundai Thành An, bao gồm và các đối tác của Hyundai thành công trên toàn quốc, bao gồm là Hyundai Hòa Bình, Xuân Mai, Hyundai Long Biên, Lê Văn Lương, Phạm Hùng, Đông Anh, Hưng Yên, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, đó, và rất nhiều các đơn vị khác. Chúng ta sẽ được sử dụng cái dịch vụ chất lượng cao và đảm bảo chất lượng xe trong suốt cái quá trình sử dụng. Được tặng thẻ ưu đãi dịch vụ và phục vụ quý khách đến khi mà quý khách không còn sử dụng xe Hyundai nữa thì thôi. Thì
cái ưu điểm của cái phần sử dụng bảo hiểm tại Hyundai Hòa Bình đó là gì ạ? Đó là khi mà sử dụng dịch vụ, cần thiết sử dụng dịch vụ ở tất cả các cái chi nhánh của Hyundai, tập đoàn Hyundai Thành An và Hyundai Thành Công Việt Nam, thì quý khách sẽ không cần thanh toán trước cái tiền sửa chữa xe, mà quý khách chỉ cần thông báo thôi, và khi mà vào, đúng không ạ, sẽ được hướng dẫn. Nhà khi vào sửa chữa và làm thủ tục bảo hiểm thì khi mà sửa chữa xe xong, quý khách ký biên bản bàn giao và một số thủ tục, sau đấy là mang xe về thôi, không phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào khác. Đó. Chúng ta cùng đi đến cái phần hướng dẫn cái thủ tục bồi thường xe. Bảo hiểm thì có cái lưu ý, bảo hiểm thì chỉ bồi thường nếu như chủ xe, ở đây là chủ yếu là chúng ta đang nói về cái phần về bảo hiểm vật chất nhé. Nếu như mà bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì lỗi của chúng ta khi chúng ta đâm vào cái xe khác thì đương nhiên là bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chúng ta sẽ đền. Còn thiệt hại khi chúng ta đâm vào cái xe khác và thiệt hại xảy ra cho cái xe của chúng ta thì bảo hiểm vật chất xe của chúng ta nó sẽ đền bù cho cái xe của chúng ta. Đúng không ạ? Và chúng ta phải là người có lỗi. Chứ còn nếu như mà chúng ta không mắc lỗi mà người khác gây thiệt hại cho chúng ta thì họ phải đền cho chúng ta. Bảo hiểm của họ phải đền cho chúng ta. Đó là về mặt nguyên tắc. Lỗi do bên thứ ba thì lỗi với bên thứ ba thì là sẽ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bồi thường nhé. Nếu lỗi gây ra thiệt hại trên chiếc xe của mình thì bảo hiểm vật chất 100% giá trị là sẽ bồi thường. Khi mà xảy ra sự việc bảo hiểm thì quý khách vui lòng gọi ngay đến số hotline của Hyundai Hòa Bình 0906 26 58 26. Về cái quy trình xử lý cái bảo hiểm khi xảy ra tai nạn. Thứ nhất là gọi điện cho hotline của Hyundai Hòa Bình. Hyundai Hòa Bình phối hợp với Hyundai Hòa Bình để gọi điện cho hotline của bảo hiểm để thông báo về cái tình trạng bảo hiểm. Tránh cái tình huống như vừa rồi chúng ta nói là không thông báo, đúng không ạ? Không thông báo cho bên đây, không thông báo thiệt hại kịp thời thì chúng ta sẽ bị cái chế tài và mất tiền không mong muốn. Sau khi mà thông báo rồi thì đương nhiên rồi, bên bảo hiểm sẽ cử cái đơn vị, cử cái cán bộ giám định ở gần chúng ta nhất thì sẽ đến để phối hợp cho chúng ta về để giám định cái xe. Còn đối với những trường hợp mà cán bộ giám định thì có thể là yêu cầu chúng ta chỉ cần chụp ảnh thiệt hại thôi, nếu thiệt hại quá nhỏ, trong khi họ quá xa thì cũng có thể là gì là chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải chờ về giám định. Đấy, chúng ta sẽ phối hợp với bên giám định để giám định cái thiệt hại, và nếu cần thiết thì chúng ta sẽ được cứu hộ miễn phí trong bán kính 70 km. Sau khi có giám định rồi thì chúng ta sẽ làm cái, đối với khách hàng thì chỉ cần làm cái thủ tục kê khai thôi thì sẽ được hướng dẫn, khách hàng sẽ được hướng dẫn về các cái thủ tục, đúng không ạ, nó cũng đơn giản thôi. Và bên xưởng Hyundai Hòa Bình và các đối tác thì sẽ làm cái báo giá về sửa chữa, đúng không ạ, và bên bảo hiểm sẽ duyệt giá. Sau khi duyệt giá rồi thì đương nhiên rồi là cho vào sửa chữa thôi. Và trong quá trình sửa chữa thì có thể là có những cái phát sinh mà chưa giám định hết thì sẽ báo cáo về cái phát sinh. Nhưng mà đại để là gì? Là cái việc này là việc của bên bảo hiểm và bên Hyundai Hòa Bình rồi. Khách hàng khi mà sửa chữa xe xong thì khách hàng ký các hồ sơ, đúng không ạ? Và nộp cái mức miễn thường 500.000 đối với xe không kinh doanh và 1 triệu đối với xe có kinh doanh, đúng không ạ? Thì sau đó là gì? Là chúng ta nhận xe về thôi. Còn việc để thanh toán cái giá trị sửa chữa và cái hóa đơn sửa chữa này thì sẽ là việc của Hyundai Hòa Bình và bên bảo hiểm. Như vậy là các anh các chị thấy là gì? Cái trong cả cái quá trình này thì Hyundai Hòa Bình ấy thì mặc dù là bán cho anh chị về cái bảo hiểm ngay từ bước ban đầu thôi, thế tuy nhiên là theo anh chị trong cả cái quá trình sử dụng xe, đây là một vụ. Thế còn thực sự ra là cái bảo hiểm thì không ai mong muốn hưởng bảo hiểm. Duy nhất bảo hiểm xe ô tô thì không ai mong muốn hưởng. Đúng không ạ? Không ai muốn cái xe của mình nó xảy ra va chạm cả. Nhưng có điều nếu như cái quá trình xảy ra va chạm đấy thì Hyundai Hòa Bình luôn luôn theo sát khách hàng để có thể là gì là phục vụ khách hàng. Và đây là một trường hợp thì có thể là trong năm nó sẽ xảy ra rất nhiều các trường hợp khác nhau. Thì để các bác thấy là gì là có thể là mình mua bảo hiểm ở bên ngoài với cái cá nhân của mình thôi thì giá nó có thể nó được rẻ hơn một chút xíu. Nhưng có điều là gì là trong cái quá trình mà sử dụng xe của chúng ta thì nó sẽ không được chăm sóc tốt như vậy. Thì đây chính là những cái mà các bạn tư vấn bán hàng thì phải nhấn mạnh và để cho khách hàng thấy được là gì là cái lợi ích mà khách hàng được hưởng khi mà mua bảo hiểm tại Hyundai Hòa Bình. Và đương nhiên rồi, đây cũng là một trong những cái phần mà ngoài cái phần để các bạn chăm sóc khách hàng tốt hơn, để cái mối quan hệ của các bạn với khách hàng tốt, thì đồng thời cũng là thêm cái phần thu nhập cho các bạn. Chúc các bạn bán xe thành công và có thêm nhiều thu nhập nhé.